Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 20 tháng 6 năm 2012, luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, quy định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hơn 800 người bán dâm được đưa ra khỏi các trung tâm trên cả nước, trong đó ở Hà Nội thì có 208 người. Đây là con số thống kê mà chúng tôi có được từ Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Một câu hỏi được đặt ra là liệu thả người bán dâm ra như vậy thì xã hội có bùng phát tệ nạn hay không? Đây là một vấn đề đang được dư luận xã hội rất là quan tâm, và thực tế đó cũng đặt ra nhiều thách thức cho những người làm công tác quản lý khi mà chúng ta chưa có những chính sách đặc thù đối với những đối tượng này. Kính thưa quý vị, và để làm rõ vấn đề này thì chúng tôi có mời đến trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng. Trước tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để đến tham dự chương trình của chúng tôi. Người dân thì họ nghĩ như thế nào xung quanh việc người bán dâm được đưa về cộng đồng và chỉ bị xử phạt hành chính? Chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến của họ. Theo tôi, trong xã hội Việt Nam hiện tại thì việc này là rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Và kể cả là không có cái nghị định này chăng nữa thì mình có quản lý được đâu. Chưa quản lý được. Cho nên rằng bắt buộc phải gọi là ta gọi là sống chung với lũ ấy. Nhưng mà theo tôi thì không nên có cái này, đúng không? Mặc dù không có, người ta cũng đã hoạt động tự do, mình có quản đâu. Các lực lượng chức năng thì như bắt cóc bỏ đĩa, đúng không ạ? Bắt rồi xong là kể cả cho vào trại cải tạo phục hồi nhân phẩm ra, thả ra họ lại quen lại quay lại. Thì thực sự mình không quản lý được vấn đề đó. Nhưng mà để thành một cái nghị định chấp nhận họ như thế này thì là cả một vấn đề đáng lo ngại ở xã hội. Theo tôi thì nghị quyết này có cái tính nhân văn rất là cao. Với những cái đối tượng mà vi phạm các cái tệ nạn xã hội, tức là những cái đối tượng gái mại dâm, thì mình nên có một cái biện pháp quản lý thế nào để mà đánh vào cái ý thức, cái nhận thức của họ, để mà họ thay đổi những cái quan điểm sống. Và từ đó thì mình cũng nên tạo cho họ những cái công ăn việc làm để bắt đầu họ sẽ hòa nhập hơn với cả cộng đồng, hơn với xã hội. Và ngoài ra bên cạnh cái tính nhân văn đấy, cái tính nhân đạo đấy, thì mình cũng nên có cái biện pháp chế tài để khi mà họ ra ngoài xã hội rồi, mình cũng có cái biện pháp để mà quản lý chặt họ hơn, không có những cái người mà họ cũng sẽ tái phạm và họ quay lại con đường cũ. Quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thưa bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đây là một vấn đề xã hội đang rất là quan tâm bởi người dân lo lắng mại dâm sẽ bùng nổ. Bà nghĩ như thế nào về những suy tư lo lắng của người dân ạ? Có những lúc, những nơi mà ở đâu mà buông lỏng một chút thì mại dâm có chiều hướng gia tăng. Rõ ràng rằng chúng ta cần phải huy động một lực lượng triệt xóa, quét vét cũng như tăng cường thanh tra kiểm tra, cũng là nâng cao nhận thức của cộng đồng tại những nơi mà có buông lỏng để chúng ta giữ vững cái an ninh trật tự, an toàn xã hội của thủ đô. Chúng tôi cũng được biết là Hà Nội đang triển khai dự án hỗ trợ xây dựng chính sách và thí điểm mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên bị bóc lột tình dục tại Hà Nội do Blend tài trợ. Cụ thể dự án này như thế nào thì chúng tôi rất muốn lắng nghe những ý kiến của bà Nguyễn Thu Giang. Ở đây chủ yếu dự án tập trung vào những cái nữ thanh niên lao động tình dục, tức là những cái cô gái mà bán dâm ở độ tuổi trẻ, thanh thiếu niên. Làm thế nào để họ có thể thích nghi được với lại cuộc sống ở cộng đồng, họ hòa nhập với cái cuộc sống đó, và cũng ngăn ngừa như là bà Thủy vừa mới nói, tức là ngăn ngừa và giảm hại cho những cái hoạt động của họ. Bên cạnh đó thì mảng hoạt động thứ hai đó là dựa trên những cái kinh nghiệm của những cái mô hình thí điểm đó, thì chúng ta cũng sẽ nghiên cứu để có thể có những cái đề xuất, có những cái giải pháp trong tương lai. Đối với lại nhóm những chị em, những cái nữ thanh niên ở nhóm đối tượng đích này, lao động tình dục, thì cái việc nâng cao năng lực cho các chị em, rồi xây dựng các cái hoạt động giáo dục đồng đẳng, xây dựng những cái hoạt động để làm giảm hại và làm giảm những cái vấn đề về bệnh tật, nguy cơ lan truyền HIV/AIDS cũng như là các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như các cái vấn đề khác là được tập trung đến. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự giới thiệu về những hoạt động đầu tiên mà Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Lai tổ chức trong thời gian vừa qua. Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách và thí điểm mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên lao động tình dục tại Hà Nội do Plan tài trợ tập trung vào nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ phụ nữ bán dâm hòa nhập cộng đồng trên cơ sở bằng chứng thực tiễn của mô hình thông qua các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ sinh kế và các hỗ trợ xã hội khác với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong nước và các tổ chức đoàn thể xã hội ở cộng đồng.
Tại Hà Nội thì Plan đã được sự hợp tác cùng với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cùng với hai tổ chức phi chính phủ trong nước. Trong đó thì LINE là một trong những cái tổ chức có những hợp phần là tham gia vào cái dự án này, một phần hợp phần chính. Đó là cùng với bên Plan để xây dựng và thí điểm những cái mô hình cung cấp dịch vụ cho chị em bị bóc lột tình dục tại Hà Nội. Trong thời gian đầu của dự án, Viện LINE đã tổ chức các buổi truyền thông tư vấn khám sức khỏe cho các chị em phụ nữ bán dâm được trả về từ các trung tâm giáo dục chữa bệnh, tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm đồng đảng viên mại dâm. Xác định các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ nhạy cảm như karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn là những nơi tiềm ẩn nguy cơ về mại dâm. Chính vì vậy, việc nâng cao kiến thức về pháp luật, chính sách cho các chủ cơ sở là một việc làm quan trọng. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, đơn vị thực hiện dự án này đã triển khai các lớp tập huấn cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, massage, karaoke trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Buổi tập huấn đã thu hút đông đảo các chủ cơ sở đến tham dự. Họ mong muốn thường xuyên có những lớp tập huấn như thế này để có thể tiếp cận, tìm hiểu về chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Hội thảo ngày hôm nay thì rất là bổ ích cho những chủ doanh nghiệp mà làm vấn đề gọi là kinh doanh có điều kiện thì được cái học hành và cái truyền thông đến tận những cái người mà làm kinh doanh, rồi đến những khách hàng, đến với những cái cơ sở mà kinh doanh tôi rất là tốt. Khi gái mại dâm trở về với cộng đồng thì chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội như hội phụ nữ, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên, công an, y tế là những đơn vị sẽ tiếp cận và hỗ trợ cho họ hòa nhập cộng đồng. Chính vì vậy, dự án cũng đã tập trung vào việc nâng cao kiến thức về phòng chống tệ nạn xã hội cho các cán bộ ở cơ sở. Huyện Từ Liêm là một trong những địa bàn được Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội tổ chức triển khai tập huấn nâng cao kiến thức về chính sách pháp luật trong việc giúp đỡ gái bán dâm hòa nhập cộng đồng. Xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Thu Giang ạ, xin bà có thể chia sẻ là bên cạnh các hoạt động của dự án thì làm thế nào để người bán dâm có thể vượt qua sự kỳ thị và tái hòa nhập cộng đồng sau khi được đưa về từ các cơ sở giáo dục lao động xã hội? Chúng tôi cũng thấy rằng thứ nhất là chính từ cái phía đối tượng, tức là chính các bạn, chính các cái chị em mà đang hành nghề bán dâm này, bản thân chị em cũng phải được nâng cao năng lực, phải có những cái kiến thức và kỹ năng để có thể nhận thức được tất cả những cái nguy cơ, những cái rủi ro mà do những hành vi của mình mang lại. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là một cái rào cản rất lớn nữa, đó là rào cản từ phía chính bản thân gia đình và những người thân của họ. Chúng tôi cũng có tiếp xúc với lại các em ở tại trung tâm của Hà Nội trước khi mà các em được trở về với cộng đồng. Thì chúng tôi cũng nhận thấy một điều rất là rõ là hầu như các em đều tâm sự là với gia đình thì đấy là một cái rào cản quá lớn và chính các em lại không vượt qua được, không thể đối mặt được với cái điều đó. Thế với lại những cái người thân thì cái sự mà hiểu biết của những người thân trong gia đình cũng như là giảm thiểu cái kỳ thị của gia đình cũng là hết sức quan trọng, là những cái thành viên để có thể là cầu nối trong cái giai đoạn này. Nhưng mà tất cả những cái rào cản mà chúng ta đang tạo nên đấy thì cái việc là cộng đồng, và đặc biệt là ở đây chúng ta cũng nói thêm nữa, đó là kể cả vấn đề về chính sách. Vâng, song song với việc xây dựng cái mô hình hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên bị bóc lột tình dục như chúng ta đã nói ở trên, thì từ nhiều năm nay thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình phòng chống mại dâm cấp phường với 8 nội dung rất là cụ thể. Thứ nhất là tuyên truyền, phòng ngừa. Thứ hai là xây dựng cái hòm thư tố giác phòng chống mại dâm. Thứ ba là thống kê số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Tiếp tục là thống kê số nhân viên tiếp viên ở các cơ sở kinh doanh nhạy cảm. Và phối hợp để hỗ trợ hoàn lương cho người bán dâm về cộng đồng, và cuối cùng là nâng cao năng lực cho đội ngũ phòng chống tệ nạn mại dâm. Đa phần thì vẫn phải là họ do hoàn cảnh thì họ mới có thể dẫn thân vào cái con đường này, đi làm cái nghề này. Thì tôi mong là xã hội có cái nhìn thân thiện hơn đối với họ, giúp đỡ họ để cho họ có những được công việc, để ổn định trong cuộc sống, để họ có thể từ bỏ công việc này. Trước đây thì mình là một người rất là ít nói, hoặc là có thể có những cái mà mình không thể biểu lộ được với ai ấy. Khi mà tham gia những cái lớp tập huấn như thế này thì mình thấy là mình tự tin hơn là nhiều. Mình có thể chia sẻ, mình có thể nói ra được những cái mà trước đây mình không nói ra được ấy. Và mình có thể công khai những cái công việc mình làm mà mình không cảm thấy ngại khi mà đối diện với một người khác.